quay đều, quay đều, quay đều. Mình gặp nhau quen nhau làm chi hỡi anh, bây giờ đây sao cũng không đành. Nói đi anh để xa tình yêu thuở nào, hay là anh quên em với bao niềm đau. Mình gặp nhau quen nhau thì vui đấy thôi, có ngờ đâu ta không thể xa rời. Để bây giờ em nằm nghe giọt nước mắt mãi rơi, giờ thì sao anh nói đi tình ơi. Sao đây mà mãi sao ta quá ư mong mày. Nói đi với em tình hơi khó khăn bao lời, riêng em mong nói đâu đành thôi. Người nói đi anh, người hãy tha thứ cho anh, còn riêng em đây có sao cũng đầy. Nói đi với em lời chia tay để anh quay về, chuyện hôm qua như giấc ngủ mê. Mãi sao đâu dám mong chờ, ta yêu nhau quá bất ngờ, đã đến với nhau bên bờ. Anh nói hãy quay về cho em mong nỗi đau người đến sau, em biết làm sao. Ok Thỏ ăn chơi à, cảm ơn khách hàng thân thiết nha. Hello chị Liêm, Thu Trang, Hằng Buồn, Chí Bùi. Các chị vào đây nhớ lì xì mạnh mẽ hơn cho hai chị em Yến Linh ngày hôm nay. Và anh chị nào mình mua hàng thì cứ mạnh dạn để lại số điện thoại bên dưới nha. Chia sẻ nhiệt tình cho hai chị em Linh Yến ngày hôm nay. Hôm nay em có mời ca sĩ lúc 9 giờ về đây hát lúc 7 giờ cho các chị nghe. Anh chị mình đang đi show quá trời rồi đó anh chị. Đó, bữa giờ đi show 9 giờ không à. Bây giờ mới có quay về lại khung 7 giờ nè. Hôm nay chị cảm nhận như thế nào khi mà hát 7 giờ? Nói chung là cũng chưa có quen lắm. Chưa có quen chẳng lắm. Chẳng vậy. Ờ, nói chung là em phải chiếu cố nha. Cũ phải chiếu cố mới nha. Ok, hôm nay thì... Thấy phải giúp đỡ không? Ok chị. Chị rớt cái này em bè cho nó chị hớ đi. Tai nghe có rè không? Hello anh Thông nha. Hai đứa ăn tối chưa dạ? Tụi em ăn rồi ạ. Hello chị Liêm ạ. Chị Liêm khỏe chưa? Mất rồi. Là sao vậy? Chào Vân Nam ạ. Nói đi anh, tình đã tha thiết sao đây mà mai sau ta quá ư mong mày. Nói đi tình hơi khó khăn bao lời, riêng em mong nói đâu đành thôi. Người nói đi anh, người hãy tha thứ cho em, còn riêng anh đây có sao khung đầy. Nói đi với em lời chia tay để anh quay về, chuyện hôm qua như giấc ngủ mê. Hello chị Hà yêu à, dạ từ Nguyễn Quỳnh Hương, Nguyễn Luân nè, Thanh Liêm, Bảo Khang. Chia sẻ như tình rực rỡ cho hai chị Miễn Linh được không ạ? Chào chị An Nhiên ạ. An Nhiên từ tại Nguyễn Luân, Thu Hà, Tuyền Nguyễn, Vân Thanh. Mỗi người một lượt chia sẻ ủng hộ tinh thần cho hai chị em được không anh chị ơi? Tiếp tục chương trình thì sẽ gửi tặng đến cho tất cả quý vị mình những ca khúc remix rất là nổi tiếng và rất là hay trong thời gian gần đây. À, anh chị mình ơi, nếu như mà thấy hay thì đừng quên là cánh chị mình lì xì chia sẻ nhiệt tình rực rỡ hơn nữa cho hai chị em Mỹ Linh nha mọi người. Yeah. Lâu quá hai chị em hát chung không biết là bữa nay có còn khớp hết khớp rồi. Chắc vậy quá. Này hơi chật như chật. Bữa nay có vẻ hơi chật nhịp rồi. Có bè nha, không cần. Dạ ok. Thân yêu phải tự lực cánh sinh như vậy mới trưởng thành được. Ở bển vòng tay với mẹ cái bình sữa mẹ ngoài này chừng nào lớn con hả? Đến có bình sữa mẹ bên này mới có. Không có này. Bình sữa mẹ bên kia để mẹ nâng niu con đó. Cái này là về với chị hai rồi. Không có được bé, về với chị hai là phải tự trưởng thành đi bé. Mẹ bên kia hết sữa rồi. Mẹ bên kia sữa nhiều lắm. Ok Thảo nha. Hoa trên rơi không sương hoa vẫn đơn. Thương ai rồi chắc chờ vẫn thương. Yêu anh quá nên em đành luôn chịu. Có
và mong anh hiểu thấu. Chắc có lẽ em đã sai lầm. Cả nhà mình chia sẻ đi ạ. Thương một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tàn là hoa in trên giấy. Tình không là thắng hóa cái gì vậy? Thắng hóa. Sao? Tại sao vậy? 9 giờ. Bình luận là thắng hóa. Hát bài gì này 9 giờ này cho 9 giờ chọn nè. Bên bển là khách mời đó. Vậy ha. Bên bển không ai biết hết trơn á. Qua bên đây này mình muốn hát bài gì nè? Ở bển có bài gì lạ không? Không, cũng như đó là cũng tới. Cũng củ mềm như vậy thôi hả? Tưởng đâu giỏi như lắm. Cũng như đó thôi. Cũng như khách mời mà được bấm sao hát vậy chứ không dám đòi hỏi. Vậy đó hả? Có muốn cầm chuột luôn không? Liên hệ sếp đi. Chắc phải alo quá. Karaoke ngày em ra đi. Dạ chị Việt Trinh nè, Ngọc Loan nè, Phương Thảo nè. Đó anh chị ơi, mình lì xì chia sẻ đi ạ. Tặng cho Yến Nhi nha, Yến Nhi yêu cầu bài này nè. Yến Nhi có coi, Yến Nhi chia sẻ cho em nha Yến Nhi. Dạ chào Ngọc Loan hả? Một thời đã xa, Thanh Nguyễn. Ê! Minh Bùi nè. Mai Huyền, Hoa Cẩm Chướng, Thiếu Giang. Ngày em xa đi, em chỉ mong giảm giá nhiều hơn nha. Hai là được giảm 444.000 luôn. Tiếng còi vang, còi vang để mang anh về đó. Lòng em nát tan theo con tàu. Tàu xa khuất bóng, em ngỡ rằng mình còn nằm chìm bao. Đường
từng đêm nối tiếp anh đã nghe hôm bên lăng ca. Trong nắng mới rồi chị ơi, bây giờ trong nắng mới chị mua 2 tiếp còn có 400. Dạ mình ngừng được rồi chị Yến ơi, mình ăn chế độ nhiều nhiều giùm em đi, giống như mình muốn tăng cân vậy đó. Mình muốn tăng cân, mình ăn được nhiều, mình ngủ được nhiều thì mình giữ đúng cái chế độ đó đi chị. Uống nhiều không có tốt đâu nha. Uống nhiều quá nó cũng không tốt chị ơi. Chúc đơn Hoàng Bùi, cảm ơn ạ. Hey! Đừng buồn anh hỡi, khi lỡ nói yêu em rồi bận lòng chi nữa, hỡi anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau, chỉ có em thôi, chỉ có riêng em mà thôi. Đời ai cũng có những giây phút yêu dài khờ, chốn yêu dài khờ, và em đã biết sẽ chẳng yêu em đâu. Dạ bên con còn collagen cô ơi. Em sẽ không quên, em sẽ không quên giây phút bên nhau, bên nhau. Em đã chào anh, chào anh, chào anh nụ hôn ấy. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu, chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình sáng sớm. Và em biết em sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng mai kia đâu, chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, giờ thì em chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu sôi lửa. Cô Đà Lạt ơi, bên con còn bán khuyến nợ, còn bán collagen và đang có chương trình khuyến mãi. Cô Đà Lạt có nhu cầu không cô ơi? Nhà con có collagen sủi tươi, hiện tại đang có chương trình khuyến mãi rất là lớn à cô ạ? Dạ đúng rồi ạ. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, để số điện thoại giúp em đi ạ. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình mua hàng ủng hộ tinh thần cho anh chị em đi nào. Những anh chị nào còn thắc mắc thì cứ bình luận cho tụi em nhé. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, chỉ đâu chỉ riêng em. Và anh sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình sáng sớm. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng mai kia đâu, chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, giờ thì em chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu sôi lửa. Và em Kim Trung Nắng xin cảm ơn chị Nguyễn Phường ạ. Đó anh chị nào mình mua hàng mà chưa để số đi mọi người. Cái anh gì đó anh Lộc nè. Nguyễn Lộc ơi, số điện thoại giùm em Nguyễn Lộc ơi. Để số ngày mai bên em mọi người gọi điện tư vấn cũng như là xem chút đơn kính chị đúng mọi người. Thích cô bé thì tụi em sẽ cô bé, mà bây giờ tụi em sẽ có kêu một cô bé mới là anh bé. Ê anh bé ơi. Này 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 anh bé, bé ở đâu cho em
số phone. Nhà là nhà anh bé, bé ở đâu cho em được biết. Ơi anh chàng sao mà chẳng ghê, làm xô xuyến bao chàng ngất ngây. Một ngàn luôn. Sao chạy lại gần anh đó để làm quen sao anh ngẩn ngơ. Lòng bồi hồi muốn nói yêu anh nhưng chưa kịp nói. Ơi anh chàng sao mà dễ thương, nhìn em thấy đây là muốn cuồng. Tuy em không đẹp gái em không bằng ai nhưng anh thiệt lòng nè. Cho em xin làm quen, cho em hỏi thăm anh đi đường nào. Em yêu anh thân lắm sao anh làm nơi với em vậy nè. Yêu em đi chiều không kiếm tiền mỗi tuần mua quà cho anh. Cho anh Dê là chứ gì. Nhảy đâu. Dễ thương quá em ơi. Cảm ơn anh Trang Ngọc Tấn nha. Cho anh Tấn xin hồn nha. Chuyện là giờ cô Yến mới chẳng còn ngây thơ như lúc xưa. Giờ là cô Yến lớn chồng nhầm. Ơi cô nàng sao mà trăng ghê, làm sao xuyên bao chàng ngất ngây. Chạy lại gần cô Yến để làm quen sao Yến chẳng ghê. Ông đâu bé ơi. Lòng bồi hồi muốn nói yêu Yến nhưng chưa kịp nói. Ơi cô nàng sao mà dễ thương, nhìn anh thấy cái là muốn cua. Tưởng muốn cua là dễ hả bé? Không nha bé, xu nha bé. Dễ thương quá em ơi. Dạ Khánh Phạm, trời là xem like cái buổi này mới thấy được chị Khánh nè. Khánh yêu em thiệt lòng mà, cho anh xin làm quen, cho anh hỏi thăm em đi đường nào. Anh yêu em thật tâm sao em làm ngơ với anh vậy nè. Yêu anh đi chịu không kiếm tiền mỗi tuần mua quà cho em. Vì anh không đẹp trai anh không bằng ai, yêu em thật lòng. Cho anh xin làm quen, cho anh hỏi thăm em đi đường nào. Anh yêu em thật tâm sao em làm ngơ với anh vậy nè. Yêu anh đi chịu không kiếm tiền mỗi tuần mua quà cho em. Hùng Giang Lập Nguyễn chưa để số. Lộc ơi, nãy giờ hát hết bài mà vẫn chưa thấy Lộc để số luôn. Lộc vô nói con. Không à, nói làm chi mà không kêu tôi vậy trời. Lộc cà nhông nhông nhông, Lộc cà nhông 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 nhông. Yên là con ngựa linh tuổi hoài luôn. Em mà cưỡi chị là chị có thể thành trái chuối thôi. Yến Như My này thiệt quậy dễ sợ. Cái tay hư quá. Hư cái tay quá. Thật không em? Thật chứ. Ok xíu nữa Yến hát tàu qua núi. Quá nhức cái đầu quá. Chính xác luôn. Cát bụi cuộc đời. Sao? Thì có cười đó, cười giả mang quá đó. Các anh chị mình nhớ là mua hàng để số nha. Mới nghĩ cái bài gì mà em nói chị quên mất tiêu rồi nè. Cát bụi cuộc đời. Sào lơ quá. Bùng lá mê bay. Không phải. Ngồi đàn một khúc hát đại đi. Bài này hả? Na 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 na. Mẹ từ bi. Mơ buồn mà lòng này ôi sao không cần tâm, chỉ sống với bóng dáng em ra rồi. Đời người là kiếp muôn lối thì đừng mà có lạc đường. Buồn làm gì ngoài kia bao la, đừng sống với bóng ma cô độc. Na 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 ai ai ấp ba ba. Na 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 ai ai ấp ya ya. Na na Oh,
chị Phương Vũ ạ. Ờ, anh thấy anh thông cái Vincoin à? Có mà, anh vô đầu like đó.